vốn là thợ người già mà cuối cùng vẫn ném keo gì không kịp. Ừ, ai? Em nào mong em Covid rồi bỏ mẹ. Em Covid. Em Covid. Ờ, về nhà trong nhà chú đại đang lắp đốt cái đường nước ơi. Ờ, bố đi quay bố không nhà nhá, không khoa bố khép cửa đấy thôi. Ờ, về sớm sớm thì chú đại đang lắp nước ở đấy nhá. Đại bay cày. Đại nó lại gì nếu biết. Đại khái là bay cày đúng không? Ừ. Được chưa? Bắt đầu. Quay đâu đấy? Chúng ta làm việc quay với thằng. Đấy là chiếc con voi này. Con voi lấy tay ngay mà nó không bị đen. Con voi nó không bị đen. Thank you.
Vào giờ đêm qua đúng không?
phải ngó ngó xấu hổ đàn bà người người tết xưa mình trước nhìn theo rồi chứ đúng không? Cái thật đúng kỹ thuật, kém lắm. Tại thì đúng bố chưa bảo thì nó còn ấy bảo rồi mới có. Rồi nhẹ nhẹ rồi con rất là lè chút rồi đâu mình sẽ giáo dục. Mẹ lối hai đầu vào đây rồi. Vênh một tí nữa vào.
Đẹp đi. Thiếu không nâng kể. Tắt dần rồi.
đây. Để bên này vào dưới này. Hết mẹ rồi. Hết mẹ rồi. Thôi, cái bộ nó này dọc á. Không thể đổi nữa. Không thử đi dọc mình không đưa mình. Có cái đồn đinh nhá. Lấy cái đồn đinh cho nó ngon nhỉ. Làm nhiều hết đấy rồi. Cái bài ngày xưa nhá. Đồ đạc nó. Đấy, đứng bài. Cái cho tôi thật dưới ạ. Để nó già nhá. Cái này tôi tụt được cái bào. Ví dụ như cái này nó cây này nó ấy tụt thẳng khỏi. Mặt thẳng em ấy. Thẳng tí. Bé thôi. Ở cái xe ven đâu anh nhỉ? Xe ven đây. Trong quần nữa. Đâu có lẽ chỗ lại cho nó. Nhưng người xe ven kia ở trong quần. Ôi, chắc ai lấy cái quần ở đây. Giữa bên này mà tôi tìm xe ven. Vâng rồi. Chỗ quần để không thấy đâu. Đây, đây là lỗ đình bé nhưng mà rồi, cứ nhảy ở ngoài ấy. Ê, mà tính như này. Bằng bố tay thế. Nó phải ráo mà qua người ra đây.